Minh Đường Tử Vi Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Dần, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Tùng Bách Mộc, ngày Canh Dần tức Can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Tùng Bách Mộc, Kỷ Tuổi, Giáp Thân, Mậu Thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là Tuổi, Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành họa cục, xung với Thân, Hình Tỵ, Hải Thị, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ. Tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây. Sao Thiên Quan, tốt mọi việc. Sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Dịch Mã, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Phúc Hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao Hoàng Ân, tốt mọi việc. Sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Tạc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Sao Họa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Và đặc biệt là ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức là ngày 7 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về khai trương, cưới hỏi, xuất hành, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài tương trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có chiều hướng gia tăng một cách rõ rệt, với những khoản tiền lương, tiền thưởng hay là doanh thu liên tục đổ về túi. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bao nhiêu công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và với bạn tuổi Tý trong ngày này, với số tiền mình có được trong tay, bạn chớ có tiêu xài một cách phung phí mà hãy lập ra cho mình những kế hoạch về quản lý tài chính sao cho phù hợp. Đừng có để cho bản thân mình rơi vào hoàn cảnh chưa hết tháng đã hết tiền như thời gian qua nhé. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang dần được nâng cấp lên những nấc thang mới trong ngày này. Đôi bên càng ngày càng thể hiện được sự tâm đầu ý hợp, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, lứa đôi ngày càng thêm yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chớ tiêu xài phung phí, số tiền mình vất vả kiếm ra. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe chưa có được sự cải thiện, bạn cần phải quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, êm ấm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, lập ra cho bản thân mình những kế hoạch về quản lý tài chính cụ thể. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 27, số 85, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa, điều này làm cho bạn chớ nên lơ là, mất tập trung, kẻo lại dễ rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Mọi nỗ lực, cố gắng của bạn có thể vì thế mà bay biến đi trong chớp mắt, cả sự nghiệp lẫn tiền tài của bạn cũng phải đối mặt với những nguy cơ không hề nhỏ nữa bạn tuổi Sửu nhé. Và đặc biệt đó, với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, đối với những người làm trong các lĩnh vực như là đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải hết sức tỉnh táo trước những lời đường mật kêu gọi về đầu tư từ các dự án trên giấy. Bạn có thể trắng tay hay là rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất khi cứ bất chấp lao vào những nơi rủi ro tiềm tàng như thế này bạn tuổi Sửu nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi bạn đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Có vẻ như bạn đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho đối phương rồi. Không ai có thể hoàn hảo như bạn vẫn mong muốn. Đã đến lúc bạn cần phải suy nghĩ thực tế hơn rồi đối bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tập trung và tỉnh táo khi xử lý công việc. Mọi thử thách sẽ sớm qua đi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cẩn trọng khi đầu tư về tiền bạc vào những dự án đầy rủi ro. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đề phòng có kẻ tiểu nhân giăng bẫy để hãm hại. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và củng cố tình cảm, tình thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp, nâng cao sức khỏe cho bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và đây như là một lời cảnh báo nhắc nhở cho bạn tuổi Dần cần phải cẩn trọng hơn trong cách hành sự của mình ngày hôm nay. Kẻ xấu bụng chỉ chờ những giây phút bạn sơ hở là ngay lập tức tìm cách để hạ bệ bạn đối bạn tuổi Dần nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, các mối quan hệ với cấp trên hay là với người có chức quyền, bạn cũng chớ nên hành động nông nổi, nói năng thiếu chính chắn, kẻo lại vướng phải những chuyện thị phi, rắc rối không hay. Và thời điểm này, tốt nhất là với bạn tuổi Dần nên toàn tâm toàn ý vào xử lý và hoàn thành công việc của bản thân mình thì sẽ tốt hơn. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn có thể sẽ mắc các bệnh về thận, não bộ, bàng quang, đau lưng, mệt mỏi. Vì vậy bạn cần phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi khoa học, quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tình cảm cần được vun đắp nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tập trung xử lý công việc, sớm khắc phục được bản thân. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chớ hành động nông nổi lại ảnh hưởng tới tương lai về sau này. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, thận trọng trong cách hành xử, kẻo lại rước họa vào thân. Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Dần tương hội. Điều này sẽ giúp cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Mọi việc đang tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã vạch ra từ trước đó nữa rồi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính quan giúp sức. Cái điều này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng tận dụng được những cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình, chứng minh được năng lực vốn có với mọi người xung quanh. Nhờ thế mà con đường thăng tiến của bạn ngày càng được rộng mở hơn với bạn nữa nhé. Và xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang có được nhiều sự may mắn trong cả chuyện tình cảm và cả công việc. Tam hội cục xuất hiện dẫn đường chỉ lối cho bạn sẽ tìm được người thực lòng yêu thương mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có được cơ hội thăng tiến, thanh thang trước mắt mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc được hanh thông, suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, không nên tác động tới vị trí nhân thần ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm được thăng hoa rực rỡ, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 25, số 68, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có quý nhân tam hội trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay như hộ chấp thêm đôi cánh, thành công nối tiếp thành công, khiến cho ai nấy đều phải ganh tị, ngưỡng mộ về bạn. Các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, và đây chính là cầu nối giúp cho bạn có được những mối hợp tác làm ăn đầy hứa hẹn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, và đây như là lời nhắc nhở bạn chớ nên chìm đắm trong thế giới riêng của mình nữa, mà bạn hãy biết hòa mình với tập thể, cùng nhau chung tay vào sự phát triển chung nữa bạn tuổi Thìn nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành Thổ Mộc xung khắc. Điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn lại chẳng mấy được tốt đẹp như mong đợi. Đôi bên vì không tìm được tiếng nói chung cho nên dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Cả hai nên ngồi lại để chia sẻ một cách thẳng thắn với nhau, chứ đừng để cho mọi chuyện đi quá xa thêm nữa bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, đừng có tự cô lập bản thân mình, hãy hòa mình vào sự phát triển chung của tập thể. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, quý nhân phù trợ, thành công nối tiếp thành công. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, sức khỏe là vốn quý nên trân trọng và biết yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm không được mấy tốt đẹp, mâu thuẫn triền miên. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 14, số 53, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bà Tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Điều này làm cho bạn Tuổi Tỵ sẽ gặp phải không ít những biến cố bất trắc xảy ra trong khoảng thời gian này. Và dù là công việc hay là chuyện tiền tài, bạn cũng nên khiêm tốn học hỏi, chớ để cho bản thân mình rơi vào những tình huống ngoài ý muốn bạn Tuổi Tỵ nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên ấn giúp sức. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay bớt đi phần nào hung hiểm. Với những định hướng trong công việc chuẩn xác, bạn có được cơ hội để khẳng định được vị thế của bản thân mình ở nơi công sở và nhận về không ít sự đánh giá cao từ mọi người. May mắn là trong chuyện tình cảm của bạn Tuổi Tỵ trong ngày này cũng có phần được khởi sắc hơn đôi chút khi bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Những sự quan tâm dù là nhỗ nhặt nhưng cũng chính là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai người với nhau nữa rồi mà Tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn Tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa cần phải cẩn trọng với những biến cố khó lường có thể xảy đến với bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ chỉ cần có định hướng chính xác ngay từ ban đầu, bạn có thể sẽ có được những bước tiến vinh quang đầy mơ ước. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc học cách sống khiêm tốn để nhận được sự nể trọng từ mọi người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim sức khỏe có phần giảm sút, cần phải lưu tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy tình cảm đôi lứa ngày càng thêm nồng nàn ấm áp. Và đánh giá của bạn Tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 32, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn Tử Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về công việc của bạn trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dần Ngọ bán hợp. Với những thành quả liên tiếp báo về chính là câu trả lời cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra từ trước đó. Và trong ngày thứ năm này với bạn Tuổi Ngọ lại đang có được chính ấn trợ mệnh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn đang được mọi người xung quanh công nhận về tài trí và phương cách xử lý linh hoạt. Bạn hãy cứ tiếp tục đà này mà tiến bước, với bạn sẽ sớm có thể chạm tay tới những đích đến mà mình đã đặt ra, mình mong muốn nữa rồi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có mộc hỏa tương sinh. Điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, được trao cho cơ hội để gặp được một nửa của đời mình. Chỉ cần bạn mở rộng trái tim mình và đón lấy, chắc chắn con đường tìm tới hạnh phúc của bạn cũng sẽ được trải đầy hoa hồng mà thôi nhé. Về câu quyết cho bạn Tử Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nhận được những thành quả xứng đáng với năng lực mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa đừng có vội buông xuôi khi vấp phải những khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ đối với những người đang còn độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc tiếp tục phát huy thế mạnh của bản thân mình hơn nữa. Và đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 96, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn đang có điểm báo cần phải giữ chặt túi tiền của mình trong tay khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh như ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi, chớ vội nghe theo những lời ngôn ngọt của những người khác mà bỏ tiền ra đầu tư, chẳng màng tới những rủi ro có thể xảy đến với mình nhé. Sự liều lĩnh của bạn không những không đem lại lợi ích gì mà còn khiến cho bản thân bạn phải chịu những tổn thất nặng nề về tiền bạc khó lường trước được. Đây cũng là lúc mà với bạn tuổi Mùi cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, các mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình cũng không được mấy hài hòa khi bạn đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Với những quan điểm bất đồng chính là nguyên nhân khiến cho đôi bên nảy sinh những mâu thuẫn trong khoảng thời gian vừa qua. Có lẽ cả hai nên đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương để có thể hiểu được những suy nghĩ của nhau. Từ đó sẽ tìm ra được cách hóa giải sao cho phù hợp bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đừng có dễ dàng tin theo những lời ngôn ngọt từ người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sức khỏe bị giảm sút, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn, khó hòa giải. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra những lựa chọn của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cẩn thận kéo lại tiền mất tật mang. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 53, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao của bạn liên tiếp xảy ra những mâu thuẫn khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, nặng nề hơn trước, và tiến độ công việc của bạn vì thế mà có phần trì trệ hơn trước khá chi là nhiều nữa. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Cái điều này báo hiệu cho bạn trong ngày hôm nay tài lộc của bạn trở nên khởi sắc hơn hẳn. Vận may kiếm tiền xuất hiện, chỉ cần bạn không bỏ qua thì chắc chắn có thể sẽ thu về đầy túi tiền của mình nữa. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này lại không được tốt cho lắm khi bạn đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Với bạn tuổi Thân, chớ nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo bất thường của cơ thể. Nếu như cần, bạn hãy sớm tới các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời bạn tuổi Thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vận may kiếm tiền xuất hiện, bạn đừng có bỏ lỡ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chớ có vội bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tình cảm gia đình có nhiều xáo trộn, cần phải bình tĩnh để giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, các mối quan hệ xã giao có nhiều mâu thuẫn, tiến độ công việc bị chậm lại. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 52, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh. Điều này làm cho bạn tuổi Dậu cần phải hết sức đề phòng với những sự cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Và trong bất cứ quyết định, hành động nào của bạn, với bạn tuổi Dậu cũng cần phải hết sức thận trọng, chớ để xảy ra hay là làm cho bản thân mình vướng phải những rắc rối, những sai lầm đáng tiếc nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Điều này sẽ làm cho chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân chưa có được những bước tiến triển quan trọng. Vì bạn đang mải mê với công việc của mình mà chẳng có thời gian dành cho bản thân mình. Và nếu như bạn muốn tìm được người đồng hành với mình, bạn cần phải năng nổ tham gia vào các hoạt động xã giao, giao lưu nhiều hơn bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022, tức là ngày mùng 7 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Bên cạnh đó, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, với bạn Tuổi Dậu nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Tây Bắc và Tài Thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng tốt sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro và có thêm sự may mắn đến với mình. Về câu quyết cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình hay là nửa kia của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe không được như mong đợi, bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, cần phải cẩn trọng trong từng hành động, kéo lại vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Và đánh giá của bạn Tử Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 61, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này báo hiệu cho bạn trải qua một ngày khá thuận lợi. Công việc của bạn tiến triển theo chiều hướng khá tích cực, với những thành quả ban đầu dần giúp cho bạn khẳng định được vị thế của bản thân mình. Cơ hội về hợp tác hay là đầu tư làm ăn có triển vọng đang mở ra trước mắt mình nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn chớ nên để cho bản thân mình vướng phải những rắc rối ở chốn công sở. Với những mối quan hệ phức tạp có thể là nguyên nhân khiến cho bạn gặp phải không ít những bất lợi về sau đó, bạn cần phải đặc biệt lưu tâm vào những cái điểm này. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có Thổ Mộc bất dung. Điều này làm cho mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp phải khá nhiều vướng mắc trong khoảng thời gian này. Đôi bên nên có những chia sẻ thẳng thắn với nhau, tránh để những mâu thuẫn âm ỉ khiến cho tình cảm rạn nứt thêm mỗi ngày nữa bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã hội. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội về hợp tác, đầu tư mở ra trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tình cảm gia đình muốn bền chặt thêm thì cần phải vun đắp thêm mỗi ngày. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển khả quan hơn trước khá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tránh xa những rắc rối thị phi ở chốn công sở. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 54, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dần Hợi lục hợp. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông hơn trước khá nhiều. Với những kế hoạch mà bạn đã lập ra, nhận được không ít sự quan tâm của mọi người xung quanh, cơ hội để biến những dự định mà bạn đã ấp ủ từ lâu đang đến rất gần nữa rồi nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang có được sự xuất hiện của thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ báo hiệu cho bạn sẽ có được vận may sớm tìm tới với bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, bạn rất có duyên với chuyện tiền bạc. Có thể bạn sẽ được mọi người cho tặng, hoặc cũng có thể là được trúng thưởng, trúng số. Cơ hội hiếm có như thế này quả thật là không có thể bỏ qua được bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có Thủy Mộc tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Đối với những bạn đang còn độc thân, bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình, và bạn nhận được không ít sự quan tâm từ những người khác giới, và có vẻ như cơ hội để cho bạn kết đôi đang đến rất gần. Bạn cũng cần phải mở lòng mình hơn để đón nhận tình cảm tới với mình bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tăng cường tập luyện sẽ giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện tốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, có được vận may về tài lộc tìm đến, tiền bạc ầm ầm đổ về túi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nên lập ra kế hoạch về quản lý chi tiêu cụ thể, đừng có tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đừng có bỏ lỡ cơ hội thực hiện những dự án mà mình đã ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đối với những người đang còn độc thân có được cơ hội tìm thấy nhân duyên của đời mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.